Quỳnh Phương chào quý vị nha. Dạo này thì trời tiết hay lạnh lạnh nè đó, mình làm một cái món kho chai ăn với cơm nóng rất là bắt luôn quý vị ơi. Những ngày mưa lắc rắc ha đó, làm chén cơm nóng với cái món kho này rất là bắt đây. Bữa nay thì Quỳnh Phương sẽ chia sẻ cái món chả chén hết quý vị. Chả chén mình đem đi kho với đậu đũa, làm thì đơn giản lắm nhưng mà rất là bắt ha đó. Đậu đũa thì nó còn giòn xanh, chả chén thì dai ngon đó, rồi rất là hấp dẫn luôn. Thì nguyên liệu thì chuẩn bị vô giúp Quỳnh Phương 2 miếng chả chén chay. Cái này thì Quỳnh Phương có sử dụng tàu hũ kia tươi đó quý vị, 1 cọng ha. Bên cạnh đó thì quý vị cũng chuẩn bị sẵn cho Quỳnh Phương ở đây là củ hành tím nè, hành lá hoặc là hành bao rô cũng như là ớt để chúng ta nấu ha. Rồi, đậu đũa thì một lọn đậu đũa nhỏ thôi. Đậu đũa non, giòn, xanh, rất là hấp dẫn luôn. Đậu đũa này Quỳnh Phương mới mua ngoài chợ nè. Mua một bó mà mình sử dụng chỉ phân nửa thôi quý vị. Đây, cắt bỏ cái phần đầu nó đi ha. Sau đó thì Quỳnh Phương sẽ cắt ra thành những cái cọng nó vừa vừa ăn vậy đó. Giống như là mình xào với quý vị. Khoảng một lóng tay vậy đó. Rồi mình cắt ra cũng được gỗ nhỏ. Rồi sau khi cắt xong thì mình sẽ lựa những cái bị hư nè quý vị, xem lại cái phần bị hư ha. Đó, kiểm tra lại rồi mình sẽ đi rửa nó. Thì cái phần đậu đũa này thì chúng ta sẽ rửa xong nước muối pha loãng, vừa rửa vừa kiểm tra mấy cái phần đậu đũa bị hư nè. Cái nãy Quỳnh Phương cắt còn sót nè, mình rửa cho nó thiệt là sạch, lột những cái răng đó quý vị, răng hai bên hông á, ta lột bỏ luôn. Rồi để cho nó ráo ráo nước đó quý vị. Lúc này á thì quý vị chuẩn bị cho mình chả chén chay xong rồi, chúng ta sẽ cắt ra. Cắt ra thành những cái miếng vừa ăn á. Cái chỗ cô này bán rất là dai ngon luôn quý vị. Mình mua sẵn á, mình về mình cắt ra mình kho thôi cho nó tiện ha. Có thời gian thì mình làm luôn cũng được quý vị, làm cũng đơn giản lắm. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ chuẩn bị ở đây là tàu hũ kia tươi để mình kho chung quý vị, ăn cho nó đỡ ngán. Rồi để qua một bên, sau đó thì chúng ta sẽ nêm ha, mình cho một xíu hạt nêm nè đó, một xíu nước tương ha. Rồi chúng ta sẽ nêm nhiêu đây thôi, chủ yếu là nêm cho tàu hũ kia quý vị. Cái phần chả chay chả chén này thì nó vừa ăn rồi, chúng ta khỏi ướp gia vị, mình ướp cho cái phần tàu hũ kia tươi này thôi. Rồi mình để ra mình ướp đi, mình chuẩn bị những cái nguyên liệu khác. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đem đi cái phần củ hành tím á, thì chúng ta sẽ đem đi băm nó ra ha, đập dập dập trước đi rồi băm ra. Rồi sau đó chúng ta băm nhuyễn luôn, chút xíu cho phi cho nó thiệt là thơm hết quý vị. Rồi xong, bây giờ là tới cái phần ớt ha. Ớt thì mình sẽ sắc lát ra, lát mỏng ra hết quý vị, để bên. Tiếp theo là hành, hành lá. Quý vị nào kiêng ngũ vị tăng thì sử dụng bo rô cũng được ha. Rồi mình để qua một bên. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nấu ha. Công đoạn đầu tiên thì bắt một cái nồi nước lên giúp Quỳnh Phương. Rồi nước sôi thiệt sôi nè quý vị. Đó, thì chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng cái phần đậu đũa ha. Mình bỏ vô đây, mình sẽ chần sơ qua một cái. Trước khi đó thì mình sẽ cho xíu muối vô quý vị. Thì mình đảo đều ha, cho cái phần đậu đũa nó ngập trong cái phần nước sôi này hết. Đó, chúng ta luộc sơ chút xíu là được rồi quý vị. Rồi trong lúc này thì quý vị chuẩn bị cho Quỳnh Phương nước đá ha, nước đá hoặc là nước chúng ta để vô tủ lạnh á. Cái này thì Quỳnh Phương để sẵn trong tủ lạnh nè. Đó, bây giờ mình lấy ra mình xài, khỏi dùng nước đá. Đó, nếu không thì chúng ta sử dụng nước đá cũng được. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần sau 3 phút quý vị, thì mình để trong nước sôi khoảng 3 phút cái phần đậu đũa này.
thì mình cho ra cái phần nước lạnh. Nước càng lạnh càng tốt ha, tạo cái sự sốc nhiệt. Nó sẽ giữ được cái màu xanh của đậu đũa cũng như độ giòn ngon của nó. Rồi bây giờ mình sẽ sau khi mà cho vào nước lạnh này nè, khoảng 1 phút thì chúng ta sẽ lấy ra luôn để cho nó ráo nước hết quý vị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt cái chảo lên bắt đầu kho. Công đoạn đầu tiên là cho xíu dầu vô nè, khoảng 1 muỗng thôi quý vị, hơn muỗng xíu là được rồi. Chủ yếu mình tráng sơ cái chảo kho của mình nè. Đó, rồi bây giờ mình sẽ đợi dầu nóng nóng đi, cho cái phần củ hành tím vào để mình phi, hoặc là kiệu quá quý vị, kiệu mình phi cũng được ha. Rồi mình để cho nó thiệt là thơm luôn. Nói vậy nói chứ đừng để nó vàng quá quý vị, nó sẽ dễ bị cháy á. Nó vừa thơm lên là được rồi. Đó, rồi bây giờ chúng ta bỏ vào, chúng ta đảo sơ qua một cái trên những cái miếng chả chay cũng như là tàu hủ ki rất thơm ha. Rồi khi mà nó đã vàng nó thơm lên nè quý vị, thì bắt đầu quý vị chuẩn bị cái phần nước tương cho mình. Nước tương ở đây thì mình Phương sử dụng khoảng một giá nhỏ nha. Rồi tiếp theo là khoảng nửa muỗng hạt nêm chay từ nấm. Tiếp theo là quý vị nêm đường luôn, mình Phương cho khoảng 1 muỗng đường nha. Thì tùy khẩu vị mình có thể gia giảm cái lượng đường. Nếu quý vị sợ ngọt quá thì chúng ta có thể bớt đường lại rồi cho vào từ từ. Chủ yếu nêm cho nó vừa miệng là được. Sau đó chúng ta xào sơ một cái cho nó rút gia vị vào cái phần chả chay nè, cũng như là miếng tàu hủ ki á. Rồi sau đó chúng ta cho nước vào, bắt đầu chúng ta kho. Nước thì Quỳnh Phương cho khoảng một chén nước đó quý vị. Rồi bây giờ chúng ta kho được rồi đó quý vị. Rồi để có màu đẹp thì chúng ta cho muỗng nước màu vào. Khi mà cái phần nước nó sôi lên rồi quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cho đậu đũa mới nãy vào ha. Đảo sơ qua một cái. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đậy nắp lại và kho hết quý vị. Khoảng 2 phút rồi quý vị, khoảng 2 phút là được rồi. Khi mà cái phần nước này nó sôi lên lại nè. À, bây giờ thì quý vị có thể nêm nếm lại cho vừa khẩu vị mình nha. À, rồi bây giờ sau đó chúng ta cho hành lá nè, rồi cho ớt hay là cho tiêu lên nha quý vị, cho nó thơm và đem ra ăn với cơm nóng là rất là ngon luôn. Cơ bản là Quỳnh Phương Món Ngon Tại Nhà đã chia sẻ xong cho quý vị một cái món kho chay ngon, đơn giản, dễ làm. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo ạ.